Quá vui luôn rồi. Nhóm Hôn Nữ Miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Xin chào tất cả các bạn. Và các bạn ơi, ngày hôm nay thì bốn chị em tụi mình thật sự rất là vui mừng luôn khi mà được thay mặt cho Mạnh Thường Quân, đó là bác Tiến, cô Hà, chị Kim, chị Chi phát 200 phần bánh mì cộng với lại sữa đậu nành cho bà con ở xóm em. Thì ngày hôm nay mình phát những cái ổ bánh mì cực kỳ là ngon luôn, với giá là 15.000 đồng một ổ nha. Thì bánh mì bao gồm là có những cái pate nè, rồi chả lụa rất là ngon. Trong một ổ như vậy sẽ có được 3 miếng chả lụa và 2 miếng pate nha. Ngoài ra thì còn có dưa leo nè, rồi một ít gan, rồi một ít ngò, ăn kèm nó rất là thơm thơm luôn. Và các bạn cũng biết rồi đó, bánh mì là một thứ mà ăn buổi sáng cũng rất là tốt, buổi trưa cũng rất là tốt luôn, và ai cũng ăn được hết, nó rất là dễ ăn luôn nha. Ngoài ra thì còn được tặng thêm đó nữa là một chai sữa đậu nành như thế này, trị giá là 5.000 đồng. Thì tổng cộng cái phần ăn hôm nay mà bác Tiến, cô Hà, chị Kim, chị Chi dành tặng cho xóm em, trị giá là 20.000 đồng tổng cộng nha. Thì còn tụi con cũng xin chân thành cảm ơn bác Tiến, cô Hà, chị Kim, chị Chi rất là nhiều luôn. Con chúc cho gia đình của bác lúc nào cũng có nhiều sức khỏe nè, lúc nào cũng vui vẻ nha. Thì bây giờ con xin thay mặt gia đình bác, con tặng những cái phần thức ăn này đến cho các em nhỏ rồi các bà con lối xóm ở trong quê của con nha. Rồi, tặng thôi, tặng thôi. Đây, hôm nay là gia đình của bác Tiến nè, gồm có cô Hà nè, chị Kim, chị Chi tặng cho mấy đứa một ổ bánh mì, ba tê chả lụa kèm theo đó là một chai sữa đậu nành. Mấy đứa có vui không? Vui. Rồi, đây tặng cho Thảo Nguyên, giỏi. Tiếp theo là Nga, giỏi lắm. Dạ rồi, sắp hàng giùm con nha. Bác hai, bánh mì nha. Mọi người á, mỗi lần mà thấy mấy chị em mình phát đồ ăn á là rất là thích luôn. Nên là cứ phát như thế này hoài là rất là vui luôn nha. Rồi, bác hai ra đây với con nè. Nha, lấy ổ bánh mì ở trên cho bác hai đi. Ai mà rồi, các bạn có thể thấy kìa, một hàng dài luôn. Bà con mỗi lần mà thấy mấy chị em là cũng biết cách rồi, nên là xếp hàng rất là ngay ngắn luôn, chờ đến lượt của mình. Rồi, con chúc bác hai nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn con nhiều luôn. Dạ, không có gì đâu. Rồi, tới bo đây. Hôm nay là vừa được ăn bánh mì nè, rồi vừa có sữa nữa, thích quá trời luôn. Wow. Đây của em, chúc em ăn ngon miệng nha, giỏi lắm. Rồi, tiếp theo nha. Thôi, ăn cái này là ngon lắm á. Trưa mà được ăn bánh mì là còn gì bằng nữa mấy đứa ơi. Đây, của em là Ti. Giỏi. Rồi, đợi chút xíu nha. Bánh mì ba tê chả lụa đặc biệt thơm ngon nha. 15.000 một ổ nha. Dạ, 15.000 ổ lận đó. Nhưng mà hôm nay là được bác Tiến tặng nè. Ây da, chắc em phải cho từ bao tay quá. Của em nè, giỏi. Vậy hả? Đây, của em nè, Khánh ơi. Cảm ơn chị Cảm. Giỏi. Rồi, cầm trước giùm chị chai sữa nha, Bảo. Nếu mà không có bao tay thì chắc là không có. Cái giấy này nó, đúng rồi, cái giấy này nó hơi nhỏ chứ em ơi. Đúng rồi. Của em nè, giỏi. Rồi, em cầm giùm chị trước nha. Ôi, ở đâu vậy, ở đâu vậy? Xe đó nha. Từ từ thôi, mãi vô nha. Mọi người có thích món bánh mì ba tê chả lụa không? Vậy cho con chàng vỗ tay nha. Rồi. Đây. Rồi, tới em nè. Cảm ơn chị Cảm. Giỏi. con mong lúc nào các Mạnh Thường Quân nè, gia đình bác Tiến nè, cô Hà, chị Kim, chị Chi cũng tặng những cái phần thức ăn thật là ngon và đặc biệt đến cho bà con, thì mọi người ai cũng rất là vui hết. Đây, giỏi. Của ông ba nè, ủa ông nội chứ. Cầm trước giùm con nha. Dạ được, cô xin cho ông Sáu đúng không? Rồi, dạ, tại vì dạ, tại vì ông Sáu bị bệnh không có đi được các bạn ơi. Rồi, xin mời qua xếp hàng nha. Các bạn coi kìa, cái hàng dài từ đuôi cồn tới cuối đuôi cồn luôn, quá dài luôn. Của cô đây. Dạ, không có gì. Con gái nữ đẹp. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Khoái quá trời luôn. Trưa này mà được ăn bánh mì ba tê chả lụa là còn gì bằng nữa cô ơi.
Đây của Sáu. Tinh thần nữa. Dạ được. Dẻo dẻo ăn. Ông Sáu tại ông bị bệnh. Bữa nay đỡ nhiều hơn chưa hả Sáu? Bữa nay đỡ nhiều. Rồi. Dạ. Đây, bánh mì này ăn một lần là ghiền đó nha. Dạ rồi, con cảm ơn. Cái này dễ hơn nè. Đây, của ông ba đây, ăn một lần nhớ mãi nha. Dạ không có gì, cảm ơn ông. Hết sữa rồi. Đây, của Hiếm Út nè. Dạ không có gì. Rồi. Hảo đợi chị Cẩm chút xíu nha. Hồi nãy giờ thấy Hảo chạy vòng vòng hoài mà chưa lấy được nữa. Hết sữa rồi Ngân ơi. Mãi vô, mãi vô. Dạ, ăn bánh mì cho đỡ đói buổi trưa nha. Nhanh lên nha các cô, các chú ơi. Rồi, giao sữa lại đây cho con. Đây, của em nè, giỏi. Rồi. Ủa, sao cô chạy sai vậy hả? Chắc cô không biết á. Dạ mời, xin mời qua xếp hàng giùm con đi ạ. Đây của em nè. Giỏi. Hảo ơi, Hảo đợi chút xíu nha Hảo. Dì ơi, dì có thể chen ra đây rồi dì ra sau dì xếp hàng giùm con nha dì nha. Dạ. Dì đi đường đó hơi khó đó. Rồi cầm giùm chị một chai sữa nha. Nè, chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi lắm. Các bạn có thấy không, càng ngày là mọi người lại càng đông luôn. Chỉ cần thấy chiếc xe màu vàng đi ra thôi là các cô, các chú này và các em nhỏ là chạy gáo gít lại để mà lấy những cái phần sữa, cộng theo đó là bánh mì nữa. Bà ba sắp hàng có xe đạp luôn. Làm hỏng kịp luôn á. Rồi, chúc em ăn ngon miệng nha. Rồi, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn, xin cho bà Chính. À, xin cho bà Chính hả? Rồi. Để đi chơi nha. Đừng có để cái gì hết trơn hả? Rồi, vậy là ổ này là có để ổ sau không để nha. Ổ này cho chị tiền trước đi ha. Cho gì tiền trước đi ha. Tại vì của Thảo Nguyên là không ăn cái gì đúng không? Rồi, để chị biết chị lấy cho. Bà Chính không ra được hả? Đây. Cảm ơn luôn. Dạ, không có gì đâu ạ. Cái đứa nhỏ đi sao rồi kìa. Phát lên đây là phát. Rút chẳng. Trời ơi, một lát đây là quá nghe. Em không kêu bà Chính nghe được sao không Nguyên? Dạ, bà Chính đi làm. Vậy đó hả? Rồi, lấy trước một phần giùm chị nha. Lấy trước một phần đi rồi hồi đảo lại lấy thêm một phần nữa cho bà Chính của em nha. Thảo Nguyên lấy rồi. Thảo Nguyên lấy rồi hả? Lấy rồi. À, Thảo Nguyên lấy rồi. Vậy là xin phần này là để cho bà Chính đó đúng không? Rồi, đây, bác Tiến tặng cho gì? Dạ không có gì đâu ạ. Rồi, tới Hảo nè. Nè, cầm trước giùm chị một chai sữa. Nó cảm ơn đi. Cảm ơn đi con. Giỏi lắm. Đây, rồi, chúc ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Giỏi, xin chào. Rồi, xin mời bà ba lên. Con gửi cho bà ba chai sữa của gia đình bác Tiến, cô Hà, chị Kim, chị Chi tặng nha. Dạ. Bà ba đã có hết những cái đồ ăn mà tụi con phát không? Nhìn ngon quá trời luôn bà ba ha. Cái nào cho. Dạ, rồi con cảm ơn. Đây con gửi cho bà nha, chúc bà ăn ngon miệng nha bà nha. Ai, bà Năm Ngọc, bà xin cho bà ơi mì không đi. Hả? Dạ, bà Năm bà làm gì mà không lại được hả bà ba? Bà ăn tường, à. Không cho bà mẹ đi. Bánh mì không hả? Không, mì không vô đây ngổ cho bà đi. Rồi, bánh mì không thì đợi con chút xíu nha. Đây, của Thả Vi đây. Đưa bánh mì không cho nó ở. Lấy một phần giùm chị nha. Bây giờ tặng cho bà Năm một chai sữa với ngổ bánh mì không nha. Rồi, có luôn. Cái đó bánh mì không hả chị em? Bánh mì không hả? Rồi, đợi con chút xíu. Chị cho một phần bánh mì không nha chị em nha. Rồi đây. Dạ. Mì không. Tại vì bà ấy ăn tương á chị. Ba tương rồi cho bà ơi mì không đây. Ông này trong bọc có Ngân ơi, đưa cho cô đi. Bỏ vô đi. Này ăn bỏ vô đi nha. Em nghĩ là nên lấy cái bao này của mình là nó sẽ dễ hơn á. Bao giấy này dễ. Rồi.
Dạ cái này là có rồi, đây của em nè. Giỏi. Rồi đây bánh mì không nha. Dạ không có gì. Đây em cầm trước giùm chị một chai sữa nha. Hả? Mỗi người chỉ được một cái thôi. Ngoại em đâu? Ngoại em gì hả? Không ra được hả? Ngoại em không đi được sao? Kêu ngoại em đi giùm chị Cẩm được không? Xíu kêu lên chị Cẩm lên chảnh rồi kêu ngoại em ra lấy giùm chị Cẩm nha. Tại chị Cẩm chỉ cho mỗi người một phần thôi, không cảm giùm chị nha. Đây của em, giỏi lắm. Rồi tới em nè. Một ổ à, con đấu xin giùm ai được. Chút xíu kêu ngoài ơi, chạy ra lấy bánh mì đi, bánh mì ba tê chả lụa ngon lắm á nha. Rồi của em nha, giỏi. Có hiếu với ngoại. Đây, cầm giùm chị trước nha Tường Vi. Ti ơi, Ti. Rồi, chúc em ăn ngon miệng nha, giỏi. Ti ơi, trên bàn chị Cẩm, trên bàn chị Cẩm có để mấy cái bao này nè, Ti lấy lại về nhà, chị Cẩm lấy giùm chị Cẩm mấy cái bao này nha. Rồi, cảm ơn Ti. Đây, gia đình bác Tiến tặng cho em nha. Giỏi. Rồi, bác hai đợi chút xíu cho em nó trước nha, rồi tới bác hai liền nha. Nha. Rồi, chúc em ăn ngon miệng nha cô. Giỏi lắm. Hết sữa rồi. Mà nhanh lắm có thể rồi đó. Dạ. Tại vì bánh mì á mình cũng để nhiều công đoạn nên nó hơi lâu một chút xíu. Đây của em, giỏi. Dạ. À, tụi con bảo vệ môi trường cho bọc giấy cho mọi người sử dụng á. Bác ba có thích không? Là quá sang sạch sẽ luôn. Thấy sạch sẽ ha. Như vậy là mọi người ăn mới ngon miệng được á. Đây của em đây. Chị giỏi. Rồi bác hai gắn đợi con chút xíu nha. Dạ. Dạ cho em nói trước một cái nữa rồi rồi tới liền. Rồi cho bác hai trước đi nghe Thịnh. Bác hai tới con tới mình. Rồi chị cảm ơn Ti nha. Giỏi, cảm ơn Ti nhiều. Hôm nay là vừa có sữa nè mà vừa có cả bánh mì luôn. Đây. Đây. Rồi. Tiếp theo là Thịnh nha. Giỏi rồi, tới bác hai nè, bác hai cầm trước giùm con chai sữa nha. Hôm nay là được bác Tiến nè, cô Hà, rồi chị Kim với lại chị Chi tặng đó. Mỗi phần như vậy trị giá là 20.000 đồng, gồm có bánh mì 15.000, cộng theo đó là một chai sữa đậu nành 5.000 nữa. Gửi tặng đến cho tất cả bà con luôn, ai thích thì cứ ra lấy thoải mái luôn à. Rồi bác hai ăn ngon miệng nha bác hai. Dạ tiếp theo là bác ba nè bác ba. Gán đợi chị con nha, làm không kịp luôn á. Dạ rồi có liền. Đây rồi, dạ không có gì đâu ạ. À. Rồi cảm ơn chị ba nhiều nha chị ba. Con trai ra phía sau đi ạ. À. Ra phía sau rồi. Đây của bà Út nha, bổ văn ngon miệng nha, gia đình bác Tiến tặng cho bà đó. Tới ai đây, Quân với lại Nhân đúng không? Rồi em cảm ơn. Đây Quân, giỏi, Nhân cầm giùm chị. Bông Hậu. Rồi ăn ngon miệng nha. Rồi giỏi, tới bà Út nè, cầm trước giùm con chai sữa nha. Tỉnh queo luôn. Quá tài. Tỉnh queo luôn, hộ tỉnh queo. Méo mèo queo luôn. Đang say mê chị xui. Càng ngày càng lộ hậu ơi. Đây của bà Út nè, bà Út ơi. Cảm ơn luôn nha. Dạ, chị Kiều cầm giùm em. Nhanh cái tay lẹ cái chân lên nha. Cái kia cho nó dễ. Đây của chị. Dạ rồi, không có gì. Đây của cô hai cầm giùm con. Ai vậy? À,
Dạ đây của cô hai. Cảm ơn. Dạ không có gì. Nè em cầm giùm chị. Rồi của em nè. Nó cảm ơn chị đi. Cảm ơn chị. Giỏi. Cô nội nè. Tuốt ở trên kia mà chạy xuống. Bánh mì ba tây chả lụa rất là ngon luôn. Rồi cô nội đây. Rồi, cảm ơn chị. Dạ không có gì. Rồi mấy bà ơi qua đây với con nè. Hết rồi. Dạ mình chắc bao nhiêu đó chắc được rồi đó chị ba. Em cảm ơn nhiều. Thì là vậy mình gán mình chắc hết luôn. Ê mình chắc sao không hết đây, mình để đỡ vô bọc á. Dạ. Dạ qua đây ăn xuống đó ha. Chú Hoa Đen ơi. Bỏ đây đi. Thơm quá thiệt. Chú Hoa Đen hay ta. Đây của chú Hoa Đen nè, gia đình bác Tiến tặng đó. Cảm ơn. Dạ, không có gì. Nam mô A Di Đà Phật. Không sao, không sao. Rung trời lại đó. Chạy quá. Của bác Năm nè, bác Năm. Dạ. Sắp về luôn. Rồi, sắp về giùm con nha Bông Hậu. Sắp gỗ về giùm con. Cái gì vậy? Ủa? Nè, của Hậu nè. Rồi. Mấy Hoàng. Dạ. Không mấy phần. Không mấy phần ơi. Không muốn mấy phần. Xuống đây đi rồi lại ảnh phần nữa. Trời ơi là trời. Mất cỡ. Chồng. Đây của chị ba nè. Dạ rồi. Dạ. Bà Sáu đứng đợi đi qua đây. Ủa, bà Sáu qua đây với con nè bà Sáu. Nãy giờ không thấy bà Sáu. Đây của bà Sáu nè, cô chuyện té bà Sáu ơi. Sao bà Sáu không đi đường kia chứ nó rộng rãi. Rồi, đây. Của cô ba nè. Cảm ơn nha. Dạ không có gì. Bỏ xuống đi lại xin cho chồng phần nữa đây. Bông Hậu lại đây lấy cho chồng phần nữa nè Bông Hậu ơi. Dạ mắc cỡ. Không sao, riêng với Bông Hậu thì mình phá lệ một chút. Tại Bông Hậu giúp mấy chị em mình rất là nhiều luôn. Đây cho chồng Bông Hậu nha. Dạ rồi. Dạ. Xin cho sóc phần đi. Sóc đúng không? Rồi đây để con lấy luôn cho. Trời tội nghiệp chứ mọi bữa là thấy là chạy riết ra nay đi học rồi. Đây của cô ba nè. Cảm ơn nhiều luôn. Dạ nha. Không có gì. Còn ai chưa có bánh mì không? Không là con đi đây. Còn nữa kìa, đi qua đây, đi qua đây. Mấy đứa ở trên nhà trên nó chạy xuống hết rồi. Rồi, riết nha, nhanh lên nha. Bánh mì ngon lắm. Mấy đứa qua đây với chị nè. Vậy là hồi là sớm trên là xuống hết rồi đó chị em ơi. Đây của em nè. Nó cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Giỏi. Em cảm ơn chị. Giỏi lắm. Trời nhìn kìa chị. Đi đi, đi ra, đi ra. Rồi. Nó hụt quá à. Có đó, có đó nha ngơi. Đây, gia đình bác Tiến tặng cho em nha. Giỏi. Cô em nè. Thăm giùm chị nha. Dạ có liền, chú đợi con chút xíu nha. Không còn gì hết. Dạ tặng không có lấy tiền, hôm nay gia đình bác Tiến tặng á nên là chú đi tắt máy xe đợi con chút xíu nha. Dạ. Bánh mì nè chú hai. Dạ. Bánh mì ba tê chả lụa. Rồi đây của em nè. Cảm ơn chị. Giỏi. Mấy đứa đợi chút xíu cho chú đi trước, chú đi làm nha mấy đứa. Mì ngon lắm. Máng giùm con chai sữa trước nha. Dạ. Thôi hai đứa đứng trật tự nha, đợi chị chút. Dạ không tốn tiền. Đây. Dạ không có gì đâu chú. Nè bác hai. Cầm giùm con. Bánh mì, bánh mì, ba tê chả lụa miễn phí nha. Ngon bằng hả? Dạ mỗi người một phần, mỗi người một phần. À xuống đây là mấy đứa. Ngon quá trời. Có, tôi cảm giác nó.
Đây, của hai. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, không có gì. Hai đứa cầm giùm chị Cẩm hai chai sữa nha. Ở chẳng được không ta? Dạ được, bác ba cầm luôn chai sữa. Hồi mấy đứa trên chạy xuống quá trời luôn rồi. Mà mình đẩy lên chảnh là không có ai luôn. Đây, của bác ba. Dạ, không có gì. Rồi. Xiên anh lên, xiên. Mấy đứa vui không? Vui. Dạ vui. Vui nhiều không? Nhiều. Nhiều hả? Wow. Đây, nè, bánh mì nè. Dạ, em cảm ơn chị. Giỏi. Trời ơi, mấy đứa nó kéo xuống kìa. Trời ơi, nhưng mà có đứa có, có đứa, có đứa mấy đứa đã có rồi. Trong gia đình đó. Ờ, đông quá ha. Nít không. Đây, tiếp theo là cô em. Giỏi. Đây, cô em nè. Giỏi lắm. Mát không? Tặng bánh mì có chỗ ngồi ăn luôn, quá trời sướng luôn mày ta. Bé này là con người thứ ba nè. Bạn của ơi, ấy đó chị. Đây, có em giỏi. Mấy đứa qua đây với chị nè, dưới đây xếp hàng đi. Rồi chị tặng cho mỗi người một ổ bánh mì với lại một chai sữa nha. Rồi cầm trước giùm chị mỗi đứa một chai sữa đi. Đây cô em. Nè cô em nè. Giỏi. Rồi cô em. Cô em đây, giỏi, xích xích vô nha để xe nha. Xích vô mấy em ơi xe. Bánh mì không ông Út ơi? Bán ổ mì coi. Út đi đâu giờ, đi cắt cỏ hả? Đi làm đồ xế. Dạ. Rồi, nhường cho ông Út một cái nha mấy đứa. Để ông Út ông chạy xe nè, mình đưa cho ông Út giùm chị đi. Rồi, chúc ông Út ăn ngon miệng nha. Dạ. Ngon quá trời luôn. Mát quá. Đây của em nè. Giỏi. Đang đọc chữ lên trước á. Đây của em. Bánh mì. Đậu nành. Rồi, đọc hết lại cho chị nghe đi. Bác Tiến, cô Hà, chị Kim, chị Chi tặng 200 phần bánh mì đậu sữa đậu nành. Đúng, chính xác, quá tuyệt vời. Rồi, cô em. Rồi, xin chào mấy đứa nha. Chúc mấy đứa ăn ngon miệng nha. Cảm ơn. Chú đẹp. Sữa nha. Cái gì vậy? Cái gì nào? Nó mắc cười. Trời, mắc cười quá. Rồi, đi nha. Rồi, mình đi rồi. Mình được đi rồi. Coi chừng. Dạ được, nó vậy ngăn buông ra đi nha. Không, ngăn buông ra luôn đi, để tôi lái nha. Bánh mì không bông hai ơi? Bánh mì không? Bánh mì miễn phí nè. Ba tê chả lụa. Bánh mì đây. Em có bánh mì chưa? Rồi, đợi chị chút xíu nha. Dạ tặng. Rồi, em ghé lại đi. Nè, của em nè, cầm trước giùm chị. Của em nè, chúc ăn ngon miệng nha. Giỏi, cầm chắc nha. Đây, bác Tiến tặng cho bà Út nè, bà Út ơi. Cảm ơn. Chị bánh mì không? Có tay chả lụa. Hỏi với chai sữa còn nặng. Ngon lắm. Đã bắt hai ra. Dạ đây. Cảm ơn anh. Dạ không có gì đâu hả? Hai đứa qua đây với chị nè. Ủa sao biết chạy xuống đây vậy? Chạy con chạy xuống. Hay ta. Chú lấy bánh mì nè. Dạ chị ba nói gì? Xe tải cho. Xích vô giùm chị nha. Kêu bé đó. Mình sạch cái cánh xuống. Không được, được. Xác vô đây là được mà. Rồi được rồi đó, nhưng mà cái phải đứng ở dưới một chút. Đây, chúc em ăn ngon miệng nha. Con xin hai phần tại em còn nhỏ. Em con còn nhỏ hả? Thôi được rồi, chị cũng tặng cho em luôn. Tại vì biết nhà em rất là xa, thú ở trên kia đúng không? Mà sao mà biết mà chạy xuống tới đây là chị cũng thấy em hay lắm luôn á. Thấy được cho ông hậu.
chú kia, mấy chú trước kia lên lấy bánh ăn đi chú. Đây của em nè, chúc ăn ngon miệng nha. Còn em thì sao? Em xin hai bọn đi cho em. Em nữa hả? Nhà em ở đâu? Ở trên chẩn. Chú trên chẩn luôn hả? Sao mà biết mà đi xuống đây? Dạ, nghe à rồi, chú tắt máy xe đợi con chút xíu nha. Đây cầm trước giùm con hai chai sữa đây. Đó rồi hả? Dạ sữa luôn, được tặng sữa và bánh mì luôn. Dạ rồi, chị cho em cũng một phần nha, chứ thường là chị chỉ tặng mỗi người một phần thôi. Giỏi. Rồi đây của em nha, gia đình bác Tiến tặng đó. Rồi để chút xíu con làm thêm hai ổ bánh mì nữa nha. Rồi một ổ đầu tiên. Nghe hết chị. Dạ. Rồi chú chạy lại đây giùm con nha. Chạy lại đây lấy mì giùm con nè. Con xong rồi nè chú. Đây, gửi cho hai chú nha. Cầm giùm con. Dạ không có gì đâu ạ. Chúc cái miền Tây đẹp hoài. Dạ, chúc chú mang nhiều tiền. Sữa ha. Rồi qua đây với chị nè. Đây, tặng cho em nha, sữa và bánh mì. Chúc em ăn ngon miệng nha. Giỏi. Chị có muốn ở chỗ không chị? Rồi mình đi thôi. Đi nha. Khoan Ngân đẩy giùm tôi cái ra. Đây, bánh mì thì phải ăn kèm nước tương. Gửi cho chú nha. Dạ. Tao không múc nè, múc cầm giùm con chai sữa đi. Đổi chỗ hả? Tưởng đâu kêu chị đổi chỗ. Rồi, ông Út để con chút xíu nha. Út đi đâu là về vậy? Đi đồng quá gì vậy? Đi đồng hả? Ừ. Đi đồng có bắt được con cá nào chưa? Chưa. Chưa tác. Chưa tác ha. Chính. Chính mới về hả? Mới về. Dạ. Đà thêm cục nữa nè, sau lưng nè. Wow, Hăng ơi. Hăng à. Hăng ơi kìa, chưa hả? Tới chút nữa quay kìa, quay Hăng nè. Đây. Rồi gửi cho ông. Dạ con cảm ơn ông. Dạ bác Tiến. Rồi đây bà Chính đây của Hăng nè. Hăng nói cảm ơn chị đi. Cảm ơn chị. Giỏi. Sao mà nói nhỏ xíu vậy? Xíu hả? Nó cảm ơn chị. Xíu. Xíu. Ai vậy? Ai đang đứng gì đâu? Đây của Hăng nè. Hăng đâu rồi? Cảm ơn chị Cảm. Nó cảm ơn đi. Sao mà bắt cỡ dữ vậy? Chạy à. Rồi chạy về. Trời ơi mà cái đầm màu hồng. Đây của bà Chính nè. Sữa nè bà Chính ơi. Dạ em cảm ơn. Đây của tôi đây. Cảm ơn. Bánh mì á, thường thì mình hay phát buổi sáng đúng không? Nhưng mà mấy chị em mình thì phát buổi trưa. Tại vì các bạn cũng biết rồi đó, để cho một số cô chú đi buôn bán được. Nên là mấy chị em cũng tranh thủ mình không có phát buổi sáng nữa. Mình dời lại giờ trưa trưa chút xíu đó. Rồi cảm ơn em, để cho các cô bác bán được nè. Rồi mình cũng phát được buổi trưa luôn. Bà con thì được ăn hai cữ luôn. Thích quá trời luôn. Mà trưa này đói bụng nhiều hơn nữa chị ha. Tại vì giờ này là giờ ít ai buôn bán. Dạ. Muốn bán là khoảng 2 giờ trưa, buổi trưa này là ít ai lắm. Nhiều khi đi làm vô chính là ăn khó lắm á. Rồi, xong rồi, mình đi thôi. Nó sổ rồi, để xuống nó dừng là chắc sổ lên rồi. Hồi nãy á, mọi người trên đây xuống máy quá trời luôn. Hết rồi, nãy chạy xuống lấy trơn rồi. Dạ.
hình như là đang bão á, bởi vì trời cứ mưa hoài à. Ba Út ơi, ba Út lấy bánh mì nha, để con dựng xe đây, con mở cánh lên nha. Ba Út ơi, ba Út có thể lại khoảng trống đằng đây với con được không? Mấy chú ơi, bánh mì ba tê chả lụa miễn phí, ăn một lần là ghiền nha. Rồi bác Năm ơi, lại lấy bánh mì thôi. Bánh mì đây, bánh mì thì phải ăn kèm nước tương. Chú Quẳng ơi, bỏ con gà xuống lấy bánh mì nè. Con kèm với muối tiêu. Ăn kèm với nước tương. Mấy bà ơi, bánh mì thì phải ăn kèm nước tương. Nhanh lên, bánh mì đây. Thôi nha, không tịch. Dạ em thấy rồi, để em xíu. Đây của bà Út nè, bác Tiến tặng cho bà Út nha. Dạ cảm ơn. Rồi, cái nơi đợi chị cắm xíu nha. Nó không có đi ra được. Rồi, của Ken nè. Giỏi lắm. Ủa bác Hai mới đi mặn vô hả? Rồi, để con chút xíu nha. Rồi, bác Năm đợi con xíu luôn. Rồi, em bé ơi, để chị gặm chút xíu nha. Bánh mì nè bác ba. Mì mì. Dạ đây ạ, của Xiên. Cảm ơn chị Hai. Dạ không có gì đâu ạ. Đây của bác Hai nè, bác Hai. Bánh mì ngon quá trời luôn. Bánh mì thơm ngon quá. Ba tư Giang. Dạ đây ạ, của bác Hai nè. Dạ không có gì đâu ạ. Rồi em bé đây. Em bé được uống sữa và được ăn cả bánh mì nữa. Dạ không lọt, để con chút xíu con đẩy vô mới được, không lọt. Đây bác Tiến tặng cho cô. Dạ không có gì đâu à. Xe đó con. Hình như không có qua được tới đây á. Đây em nè, em cầm nhìn chị trước nha. Thôi hai xe luôn rồi, nhanh lên chút xíu chị em ơi, để em dắt xe vô mới được. Ngăn đưa giùm tôi cái đi. Chị em gài cái này lại giùm em cái này nè chị em. Bà ba ơi né ra con tránh xe cái nha, xe lớn rồi bà ba ơi. Con nghĩ là được rồi đó. Rồi bánh mì đây, sữa đậu nành đây. Nhanh cái tay lẹ cái chân lên bà ba nè. Chú Học đợi con chút xíu nha. Bác ba ơi, bánh mì nè. Này của bà ba. Chú Học cầm giùm con đi. Ngon lắm á, không ăn là tiếc á, mà được tặng thêm một chai sữa đậu nành nữa, vừa có đồ ăn mà vừa có nước uống luôn. Hấp dẫn lắm á nha. Xịt nước tương đó thôi. Đây anh dùng một chai, ông chín một chai. Em đợi chị chút xíu nha. Ít nước tương thôi. Pa tê chả lụa. Đây rồi, của ông, của anh Nhật. Rồi của ông chín nữa. Nó chờ xịt ướt đi. Chị lại giờ nhiều hết. Ờ nhiều. Nhiều hen. Ơi sợ xách chừng nào nên thôi vậy thôi. Rồi. Đừng nói với con là sập tan chảy hổ mày. Chị đợi em chút xíu đi chị. Của em nè. Rồi cầm giùm chị nha. Đây của ông chín đây. Rồi anh cầm giùm em nha. Nó mềm bánh mì. Rồi đợi à cho mẹ nữa đúng không? Rồi đợi chút xíu nha. Hiếu thảo quá, lần nào cũng cho bà Tám hết trơn. Bà Tám bị bệnh không có đi ra được á. Của em nè. Ông mỗi người chỉ được một phần thôi, thông cảm giùm chị nha. Nha. Đây. Rồi. Riêng bạn này thì tại vì mẹ bị bệnh nên là chị mới cho hai phần. Đây còn một phần nữa. Bà bỏ Tám nữa con. Cho bà Tám. Bà Tám mới đi không được. Cho nội, đem vô cho nội. Mẹ hả? Mẹ hả bà Chính? Tại nó nói vậy đó chứ.
Đây. Nè, em giao cho bà nội phần nghe con. Nè, bà Chín cầm giùm con chai sữa nha. Kêu mẹ quá trời luôn. Rồi, chúc bà Chín ăn ngon miệng nha, bà Chín. Cảm ơn cô nha. Rồi. Tôi ngủ cô. Dạ, con có liền, đợi con chút ôi, xíu cảm nha. Cảm đẹp quá. Cảm ơn. Để con lấy sữa qua. Út ăn không? Cẩm nó tặng cho ngổ. Ngon lắm á bà Út ơi, vừa có sữa mà vừa có bánh mì nữa. Đây. Đây, cầm giùm con nha. Rồi, gia đình bác Tiến tặng cho dì nha. Đây bà Út ơi, sữa nè. Dạ, không có gì. Rồi, bác Ba ơi, sữa nè. Gái ơi, qua đây nè con. Sữa này uống hỏng mập. Đây, bà Út. Dạ. À, rồi, được. Cho chị Ngọc đúng không? Rồi. Có cho chị Ngọc luôn. Rồi nè, cầm giùm chị Ngọc đi. Đây, của em nè. Rồi, để chút xíu nha. Đây, đây là của chị Ngọc nha. Rồi. Giỏi. Bánh mì không cô? Rồi. Diễn, xếp hàng. Nè của em nè. Đây. Giỏi. Đây của Cương, của Diễn nè, Diễn ơi. Của em nè. Nói cảm ơn chị đi. Giỏi. Của ai nó mua gạo mà trả cô đợi con chút xíu nha cô. Cô ơi, lấy sữa với lại bánh mì nha. Ôi xe này bự dữ vậy ta. Cô đi xuống tới đây không ta? Chú đó kìa. Hình như là đi nữa. Ép vô nha mấy đứa, để xe nha mấy đứa. Xích vô con, xích vô để tay. Đây của em nè. Giỏi. Giỏi. Này chắc của nhà cô Hai. Đây của Cương nè. Giỏi. Của cô nè cô. Cô đợi con xíu nha, lấy bánh mì cho. Dạ, đây đây nè. Dạ, đẩy vô đi em đẩy cho. Dẩy vô đẩy vô giùm con nha. Dạ, chúc cô ăn ngon miệng. Đây của hai đứa nè. Cô qua đây với con nè cô. Của em đây. Giỏi, còn bánh mì nữa đợi chị chút xíu nha. Dì đang làm cho mấy đứa. Này, chúc cô nè cô, chúc cô ăn ngon miệng nha cô. Dạ không có gì đâu. Rồi hai đứa đợi chị chút xíu nha. Bánh mì ngon quá trời luôn. Rồi của em đây. Rồi còn em nữa. Bánh mì đây. Bánh mì nè. Rồi đợi chút xíu nha. Nè cô em nè. Bé ơi cô em nè. Rồi anh đợi chút xíu nha anh ơi. Rồi chú đợi chút xíu nha. Còn có lọt qua cái này không ta? Đây của anh, gia tặng không có lấy tiền. Dạ không có gì. Rồi, chú để con xíu nha. Cảm giác bất lực khi đợi phải không? Đúng rồi đó, bỏ vô đi ông ơi, nó dướng quá. Em đang làm món này, em đang chú để con xíu nha. Rồi. Rồi. Ngoại. Ngoại nữa hả? Rồi, đợi chút xíu nha.
Đây. Dạ không có tốn tiền, cái này của gia đình bác Tiến tặng. Chú ăn ngon miệng nha. Giờ sao? Nó cho ngoại. Ngoại nữa ha, rồi. Giờ cho mẹ xong rồi, bây giờ cho cả ngoại luôn đúng không? Rồi, cho luôn. Riêng với anh thì em sẽ tặng luôn nha. Tại vì anh rất là có hiếu luôn. Tuy em bị bệnh nhưng mà anh cực kỳ là có hiếu với gia đình anh luôn. Rồi, đem vô cho ngoại anh nha. Nè, đem vô cho ngoại. Rồi, chạy vô đi. Rồi, mình đi thôi. Dạ. Xin cho ngoại, xin cho mẹ nữa. Chị ba, chị ba. Chị ba buông ra đi chị ba, để em đẩy cho chị ba. Bánh mì đây cô chú ơi, bánh mì miễn phí đây. Ai ăn bánh mì không? Dạ rồi, để con ghé lại đây nha. Bánh mì đây, bánh mì miễn phí đây cô chú ơi. Mãi vô nha. Mình đi lên tới đây là mùa hết phân nửa rồi đó. Bà Bảy ơi, của bà Bảy nè, để con đem lại cho, để bà đi mệt đó. Rồi, chúc bà ngon miệng nha, không có gì đâu mà. Tiếm Linh qua đây nè, em qua đây nè. Thơm hồn, cái này là pate cháo lụa. Không cảm ơn nhiều. Đây, cô Tiếm. Nhường phong. Hai mẹ con nhường nhau hả? Cái này là pate cháo lụa. Dạ, bánh mì này ngon lắm mà. Mì đặc biệt nóng hổi luôn, nãy giờ tôi con phát á, chứ ở khúc dưới là giòn tan luôn á, bánh mì mới vừa ra lò luôn. Dạ cô Thiến rồi, kìa. Cảm ơn nha. Dạ. Bánh mì không? Em bằng ngọt của em cũng thương. Dạ. Ba nó thẳng, nó thẳng đây. Nhường đúng không? Rồi. Chừng nào có gỡ đồ mà chị hay nha bé. Đây của em nè. Giỏi. Lấy cái bao này tại vì tôi không có dùng bao tay. Làm giùm con chai sữa nha chú. Dạ không có gì đâu à. Tôi không có dùng bao tay nên tôi lấy bao này. Đây của chú đây ạ. À. Chúc ăn ngon miệng nha. Cầm giùm con một chai sữa nha. Đây của Thiếm đây. Dạ không có gì đâu Thiếm ơi. Con đi đây. Rồi mình đi thôi. Đây gia đình bác Tiến tặng cho em nha. Giỏi. Rồi mình đi thôi. Đây.